Thứ hai, lớp tìm ra gia vị cay ăn với thịt gà ngon nhất ngày hôm nay. Thứ ba, xem đây thầy. Wasabi. Ớt bột. Bông đều. Go. Mãi điểm. Cái này ngon nhất. Thứ ba, ngon miệng với món này. Thứ tư, em kêu anh mày xong giấy hay không? Ăn được 500. Nhưng mà mấy cái này lỗi số của nó. Cây nằm luôn. Mắm tôm đại pháp. Mắm rút đại pháp. Mắm gì? Chưa xong. Bây giờ nè. Ăn đây là cái năm thế nào? Tôi không ăn đâu. Không ăn hả? Tôi không ăn hả? Đâu được hả? Thứ năm, đi tìm combo có thể khiến cho mình rớt nước mắt. Ớt xay, tương ớt, sốt chanh ớt, ớt bột, xăm giải cay, ớt chỉ thiên xay, chanh. Liệu combo này có thể khiến cho mình chảy nước mắt? Thứ sáu, thử thách em tất cả đồ màu xanh với chim gà chua cay cũng màu xanh. Ủa hoài chim gà ớt đà lạt chim gà dưa leo chim gà thóc chim gà mưa. Thứ bảy, đi tìm combo có thể khiến cho mình rớt nước mắt. Ớt xay, tương ớt, sốt chanh ớt, ớt bột, xăm giải cay, ớt chỉ thiên xay, chanh. Liệu combo này có thể khiến cho mình chảy nước mắt? Chủ nhật. Đùi gà ăn không? Ăn. Nhưng mà khoan đã, em ăn cái này. Từ bán siêu cày. Khoan, cái này nữa. Mày vô nè. Chưa, còn nữa. Wasabi. Còn một cái cuối cùng. Mũi tôm. Ăn đi.